Hiện nay mình đang có ở đây chiếc HTC One M9 và Meizu M4 Pro. Lần trước mình đã có một bài so sánh hiệu năng và như đã hứa, chúng ta sẽ đi với một bài so sánh tổng quát chi tiết. Hai sản phẩm đang bán ở phân khúc từ 4 cho đến 5 triệu đồng tại cửa hàng di động thông minh. Thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra HTC One M9 mặc dù là hàng cũ nhưng có mức giá thậm chí còn cao hơn với M4 Pro. Vậy thì có những lý do gì để chọn chiếc M9 này? Điều đầu tiên là thiết kế của M9 sang trọng, đẹp hơn. Ở đây mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn về màu sắc, trong đó mình thích nhất cái chiếc M9 mình đang có, đó là phần khung viền màu vàng, mặt sau của nó là màu bạc. Máy đã hoàn thiện từ kim loại thay vì bằng nhựa rẻ tiền giống như là cái chiếc M4 Pro ở phía sau lưng. Và HTC One M9 cầm vào sang trọng, đẳng cấp và rất là đã tay. Lý do thứ hai mà mình chọn HTC One M9 đó là chiếc máy này có một cấu hình tuyệt vời. Hiện nay thì nó có đi kèm với vi xử lý Snapdragon 810. Con chip này có tốc độ load game ứng dụng thì xem với lại con chip Exynos 5430 trên M4 Pro đã có video test. Nhưng quan trọng là điểm 3D đồ họa của nó quá tuyệt vời. Thế nghĩa này các bạn xác định muốn mua một sản phẩm chơi game trong tầm giá thì đừng bỏ qua HTC One M9. Nó có thể hỗ trợ khả năng đồ họa như vậy là mình nghĩ là tầm khoảng 2 năm máy RAM mới bắt đầu lỗi thời. HTC One M9 còn đi kèm với cặp loa boom sound, đây lý do thứ ba giúp cho mình có thể lựa chọn chiếc máy này với khả năng giải trí xem phim chơi game tuyệt vời. Nhưng có lẽ nếu các bạn muốn xem giáp thì nên đeo tai nghe. Loa này có mở mức âm lượng thấp nhất cũng rất dễ bị phát hiện ra bởi âm thanh sống động vang đi vang lại giữa hai bên của nó. Lý do thứ tư là sản phẩm này rất mượt. Các bạn đang tìm một cái giao diện gần cận kề với lại Google mà muốn có thể hỗ trợ tốt các thao tác một cách nhanh nhất thì nên lựa chọn HTC One M9. Giao diện Sense đã được HTC đưa lại gần với nền tảng mặc định nhà xuất Google đưa ra. Ngoài ra thì HTC One M9 cũng được hỗ trợ update ROM một cách tuyệt vời hơn, không giống như M4 Pro. Nhà sản xuất này thì tập trung nâng cấp cái phiên bản Flyme OS của họ, trong khi đó những cái phiên bản Android thì thường sẽ không được chú trọng. Đây là đặc trưng của các thiết bị đến từ Trung Quốc. Ngoài ra thì chiếc M4 Pro thì có thời gian hỗ trợ và nâng cấp khá là chậm chạp nếu so với mặt bằng chung trên thị trường. Chiếc HTC One M9 còn đi kèm với một cái khe cắm thể nhớ mở rộng. Điều này giúp cho nó thể thoải mái chứa thêm dữ liệu khi chúng ta muốn xem phim, nghe nhạc, chứa được nhiều hơn. Còn M4 Pro thì lại không cái khe cắm thể nhớ. Cái yếu tố cuối cùng là cũng là thứ năm, đó là HTC One M9 là một sản phẩm có thương hiệu cao cấp. Rõ ràng khi ra đường nhìn thấy HTC người ta cũng nhận ra phải dễ dàng hơn so với nhà sản xuất Meizu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là Meizu có gì đáng mua hơn. Điểm đầu tiên chắc chắn đó là MX4 Pro sẽ có một màn hình rất lớn. Thiết bị này có màn hình to hơn cho không gian giải trí xem phim lướt web đã hơn và nó có độ phân giải lên tới 2K siêu sắc mịn. Ở đây thì mình muốn so sánh chất lượng một chút vì thực ra hai con này nó không có giống nhau. Thế nên mà sẽ phụ thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người. MX4 Pro sẽ sử dụng cái màn hình đó là công nghệ IPS LCD. Còn cái chiếc HTC One M9 thì lại sử dụng màn hình Super LCD 3. Màu sắc của MX4 Pro đều tươi hơn, đặc biệt là những gam màu xanh hay là những gam màu đỏ. Các bạn thấy là màn hình của MX4 Pro cứ như kiểu là màn hình AMOLED của Samsung vậy. HTC One M9 cho màu rất là trung thực, dễ chịu, không quá rực rỡ. Góc nhìn của hai máy đều tốt và độ sáng thì HTC One M9 cho độ sáng cao hơn rõ rệt so với MX4 Pro. Nhờ vậy khi ra ngoài trời cả hai bên đều khá là dễ nhìn. Trong đó có một điểm lưu ý, nếu các bạn thích xem phim nên lựa chọn MX4 Pro vì màu đen trên MX4 Pro thể hiện rất sâu. Cái HTC One M9 ban đêm khi lướt web hay là xem phim chỉ cần trên nền end nó cũng tỏ ra khá là mỏi mắt. Sản phẩm Meizu thì có lợi thế gì? Chiếc máy này của mình thì sẽ đi kèm với cảm biến vân tay. Điều là một flagship nhưng mà HTC lại bỏ qua trong năm vừa qua. Nhờ vậy mà cái chiếc M4 Pro thì bảo mật máy tốt. Cái cảm biến vân tay này còn đi kèm như là một tính năng có thể là phím back để quay trở lại này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng nó là một phím home cứng. Nó có thể khóa từng ứng dụng trong cái thiết bị của mình, hộp bí mật để ẩn đi các dữ liệu cá nhân và chế độ khách để cho phép người dùng có thể mượn máy của mình truy cập với một tài khoản riêng. Meizu M4 Pro và chiếc HTC One M9 đều hỗ trợ khả năng chỉnh thông số tay khi chụp hình. Tuy nhiên, M4 Pro nổi bật với thời gian phơi sáng tới tận 20 giây thay vì chỉ có vài giây giống như HTC One M9. Đây là một điểm nổi bật. Camera selfie của nó cũng cho khả năng làm mịn da rất tốt và đặc biệt khi chụp thiếu sáng. Camera HTC One M9 selfie có hiện tượng là bị ám tím vì đây là camera ultra pixel và cái chiếc M4 Pro thì không bị. Ở đây là những tấm hình mình đã so sánh camera của hai bên. Điểm đầu tiên là cũng tương tự như màn hình thì M4 Pro cho lại cái tông màu khi chụp ảnh là rất tươi, đặc biệt như màu xanh của con khủng long hay là khi mà mình chụp những bông hoa, màu vàng lên hết sức là nổi bật và thích mắt, khả năng xóa phông ấn tượng. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn chụp ngược sáng thì tính năng HDR của chiếc M4 Pro không tốt bằng HTC One M9. Khả năng chụp đo điều kiện thiếu sáng của M4 Pro tốt hơn, chi tiết và khử nhiễu của nó phải nói là tuyệt vời. Còn HTC One M9 ảnh bắt đầu hiện tượng bị vỡ hạt khi bắt đầu mà mình zoom vào. Đây là một điểm yếu của cái thiết bị HTC là giải dynamic range của nó khá kém, còn M4 Pro thì làm tốt hơn. Về thời lượng pin thì hai con này đã có thử nghiệm qua, hai con đều có thời lượng pin gần như là tương đồng. Nghe thì có vẻ hơi vô lý vì M4 Pro dung lượng pin lớn hơn nhiều, nhưng thực chất là do nó có màn hình đến tận 2K tiêu tốn pin hơn hẳn so với màn hình chỉ độ phân giải Full HD. Và hiện nay HTC One M9 thì có một chút lưu tâm là cái chip 810 khiến nó sử dụng một thời gian là khá nóng. M4 Pro thì con chip của nó có thể sử dụng thoải mái, dễ chịu hơn, không bị nóng quá nhiều.
Và đó là bài so sánh chi tiết giữa HTC One M9 và MI 4 Pro. Thì lợi thế rõ ràng một bên là máy cũ thì các bạn sẽ có thương hiệu, trong khi đó máy mới nhưng mà sẽ ít thương hiệu hơn. Tùy theo sự lựa chọn của mỗi người và chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn phía dưới xem các bạn sẽ lựa chọn MI 4 Pro hay HTC One M9. Đừng quên truy cập website Di động Thông minh để có thể xem giá bán chi tiết của hai mẫu điện thoại này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tiền này thì chắc mua iPhone 5S cũ thôi.